Em nói cho anh nghe, đàn ông là mình là chủ trong gia đình, còn con đàn bà chỉ là cái con người ở. Cái con người ở, người ở, người ở thôi, anh hiểu không? Ở đâu? Ở trên đầu của anh. Ủa? Đi đâu đây? Ủa chứ lại anh đòi làm lễ ở đây hả? Anh tưởng anh đi đám cưới dưới đây có một mình. Em đi đâu vậy? Em đi xuống đây em kiếm anh á. Anh đi đâu mà qua đây anh chưa về nhà nữa để em phải lặn lội xuống đây em kiếm anh nè. Anh đi uống cà phê với nè. Uống cà phê ở đâu? Uống với Đức Hòa nè. Trời đất ơi, ủa Sài Gòn không có cà phê mà xuống Đức Hòa uống cà phê dữ vậy? Trời ơi, Sài Gòn uống cà phê nó đâu có phê. Ở dưới Đức Hòa nè, uống hòa ngay chỗ phê, nó phê ngay chỗ cà luôn. Giờ mặt với tôi sao? Bây giờ anh xịn quá, anh vô anh ngủ, ngày mai nói chuyện với vợ nha. Giờ mặt với tôi. Anh dùng gì nữa? Nè, không trả lời tối nay tôi không vô ngủ nha. Qua nhà ông anh nó ngủ gái nhiều lắm. Nghe tôi nói nè. Dùng gì?